Dạ vâng, cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Điểm tin và bình luận thời sự Chào buổi sáng. Trong những phần trước, chúng tôi đang muốn nói là Hoa Kỳ muốn trở thành một cái nguồn cung cấp năng lượng cho toàn thế giới, và cái chính sách của Hoa Kỳ sẽ là, tức là năng lượng đây là khí đốt, một trong những cái chính là khí đốt và than đá, sẽ là cái Việt Nam gọi là cái nguồn kinh tế mũi nhọn của Hoa Kỳ, kính thưa quý vị. Và trở lại cái phần tin của Hoa Kỳ, như chúng ta thấy thì hiện giờ mấy hôm nay cũng đang có cái nguồn tin là bà Jane Sanders, tức là phu nhân của ứng cử viên tổng thống cũng như là thượng nghị sĩ Bernie Sanders, đang đối diện với những cái cuộc điều tra của FBI. Thì kính thưa quý vị, Jane Sanders là từ năm 2004 cho đến 2010-2011 là điều hành cái một cái trường đại học là Burlington. Thì kính thưa quý vị, là như chúng ta thấy, ngoài cái vấn đề mà nói là họ muốn điều tra là trong lúc điều hành cái trường Burlington này đó, thì bà đã có phạm những cái lỗi lầm gì không, tức là có những cái vấn đề vay tiền, mà có một số người chỉ trích nói là thượng nghị sĩ Bernie Sanders là chủ trương là đại học, chương trình đại học toàn quốc là sẽ miễn phí, trong khi đó là vợ chồng ông lại đi mượn tiền, có thể là dùng cái từ là giữ làm của riêng, một số tiền có thể lên đến hàng triệu đô la. Thì kính thưa quý vị, cái vấn đề đó thì vẫn trong vòng điều tra, thì đương nhiên là vợ chồng của thượng nghị sĩ Bernie Sanders đã mướn luật sư, nhưng mà họ đều phủ nhận cái vấn đề này. Thì qua một trong cái vấn đề này thì chúng ta thấy là không những là phu nhân của thượng nghị sĩ Bernie Sanders đang bị điều tra, mà chúng ta thấy là trong những ngày qua có những cái nguồn tin cho rằng là cựu bộ trưởng tư pháp, tức là Loretta Lynch, cũng sẽ bị điều tra. Tức là như quý vị nhớ là qua cái cuộc điều trần của cựu giám đốc cơ quan FBI James Comey, ông nói rằng là cựu bộ trưởng tư pháp Loretta Lynch nói ông là đừng có dùng cái chữ là cuộc điều tra khi mà nhắc đến cái vấn đề mà Tổng thống Bill Clinton gặp gỡ bà trên lúc mà trên phi cơ, mà chỉ coi đó là giống như một cái sự kiện, một cái sự việc thôi. Và còn những cái chuyện khác thì kính thưa quý vị, những nhà truyền thông, tức là những cái người dẫn chương trình trên những chương trình của đài Fox News, Cable News đó, thì họ cho rằng là đây, họ dùng cái từ boomerang, tức là phản ứng ngược. Họ nói rằng là giống như là, ồ thấy không, bây giờ những cái truyền thông thiên tả cứ đi suốt ngày bới lá tìm sâu, vạch lá tìm sâu, bới lông tìm vết, lôi chuyện, tức là mà họ gọi là Russia Gate, Russian Connection, tức là ý họ nói là cái chuyện mà nói là cứ vu khống cho bên phía Cộng hòa, ban vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump, hoặc là con rể của Tổng thống Donald Trump, những cái tội danh là toa rập, là đã có những cái cuộc đàm phán bí mật với nhân viên tình báo hay là đại sứ Nga. Thì họ nói là thật sự những cái cuộc điều tra này là chỉ là những cái lời bịa đặt, không có cơ sở, không đi đến đâu, mà bây giờ cuối cùng bị phản ứng ngược, có nghĩa là mình vu cho người ta không bị cái gì, mà cuối cùng giờ đến phiên bên phía đảng Dân Chủ cũng lại sẽ bị điều tra. Tức là Bộ trưởng Tư pháp Lynch bị điều tra, rồi sau đó có thể Tổng thống Bill Clinton hoặc là bản thân cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng sẽ bị điều tra về cái vấn đề như cái bản tin mấy ngày hôm trước chúng tôi có trình bày, kính thưa quý vị. Có nghĩa là từ năm 2015, tức là bên phía những cái hacker, tức là những cái tay mà chuyên môn đột nhập vào hệ thống computer của đảng Dân Chủ, tức là họ đã đột nhập vào, họ đã nằm trong máy của đảng Dân Chủ từ năm 2015 rồi. Tức là bao nhiêu những cái thông tin nội bộ, bao nhiêu những cái bí mật nội bộ là bên phía tình báo Nga họ đã có rồi. Rồi sau đó là cái máy, cái server, cái máy computer, cái ít nhất là cái account, tất cả những cái email của giám đốc ban vận động tranh cử của Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng đã bị xâm nhập. Thành ra họ nói là trong đó tất cả những cái thông tin bí mật của bà, có liên những cái trao đổi giữa hai ông bà hoặc là những cái nhân viên trong cái ban vận động đều có thể
là bị tình báo Nga nắm trong tay hết. Mà nếu mà những cái thông tin đó bị rò rỉ ra thì sau này thì họ sẽ bị điều tra ngược. Nhưng mà kính thưa quý vị, nếu mà chúng ta nhìn cái vấn đề ở Mỹ nó gọi là partisan, tức là theo cái góc độ phe nhóm bè phái, tức là khi mà bên Cộng hòa bị điều tra thì bên Dân chủ sẽ hả hê, mà khi những cái thành viên của Đảng Dân chủ bị điều tra thì phe Cộng hòa lại sẽ là rất là vui mừng, hớn hở. Nhưng mà theo chúng tôi thấy, kính thưa quý vị, cái vấn đề đây là cái vấn đề pháp lý thôi, thì đối với chúng tôi càng điều tra nhiều thì càng tốt. Có nghĩa là nếu mà những cái người nào không làm gì sai trái thì sau khi điều tra thì họ sẽ bị miễn tội thôi, tức là làm sáng tỏ vấn đề, thì như vậy cuối cùng là cái người được lợi vẫn là cử tri, dân chúng Hoa Kỳ, đất nước Hoa Kỳ. Có nghĩa là khi chúng ta minh bạch vấn đề, chúng ta làm điều tra để làm rút ráo, làm sáng tỏ vấn đề, thì chúng ta sẽ không có kết án người vô tội. Thành ra cái vấn đề cũng không có gì để mà đối với chúng tôi thì không có gì là Mỹ nó gọi là nothing wrong, không có gì để mà chúng ta phải sợ hoặc là phải lên án hết. Nhưng mà ngược lại, kính thưa quý vị, đó là cái điểm mà chúng tôi muốn so sánh giữa một cái thể chế dân chủ và một cái những cái chế độ còn độc tài toàn trị. Như chúng ta thấy là sáng hôm thứ Năm, tức là truyền thông Hoa Kỳ là rất ầm ĩ cái vụ mà Tổng thống Donald Trump đã gọi cái cô Mika Brzezinski là không có được thông minh lắm, và ông nói là có một cái lần hai cặp này, tức là hai người dẫn chương trình của MSNBC đã đến sòng bài của ông xin được gặp ông, đó là đến cái câu lạc bộ Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida, thì đến vào cái dịp đón mừng ngày đầu năm đó, tức là nó gọi là New Year's Eve, thì ông nói là ba ngày liên tiếp là xin được gặp ông, và trong đó là cái cô này là ý nói là mặt còn đang rỉ máu, là tại vì mới chỉnh sửa sắc đẹp, mới căng da mặt xong. Thì kính thưa quý vị, một số truyền thông báo chí đang lên án ông, nói như vậy là nó một cái những cái hành động, những cái lời tuyên bố nó không có thể hiện được cái theo đúng cái nó gọi là cái presidency, tức là cái integrity của cái office. Ý đây kính thưa quý vị, là người ta nói là có thể là người ta không tôn trọng cá nhân ông, nhưng mà người ta sẵn sàng tôn trọng dùng cái từ office, nếu mà dịch ra tiếng Việt là cái văn phòng, nhưng mà giống như là một cái chức vị, cái institution, tức là cái chức vị, cái địa vị đó, cái vai trò đó, nó là đại diện cho quốc gia, là tổng thống của quốc gia do dân bầu. Thành ra họ tôn trọng cái vai trò đó, và họ cho rằng là những cái hành động, những lời nói của ông thì nó không có appropriate, tức là nó không có tương xứng với, nó không có thể hiện được đúng cái vai trò của một người tổng thống. Nhưng mà kính thưa quý vị, như chúng tôi trình bày, tại vì ông trả lời mà vợ phu nhân của Tổng thống Donald Trump cũng nói là tại vì bà đã cảnh cáo nhiều lần, tức là khi mà người nào tấn công ông, khi mà ông trả đũa thì nó sẽ, tức là ông đấm lại sẽ nặng gấp 10 lần. Có nghĩa là họ nói là nếu không có lửa làm sao có khói. Nếu mà những cái người là điều khiển chương trình mà Morning Joe ở MSNBC mà không ngày nào cũng nói xấu ông, không có bôi nhọ, không có phỉ báng ông, thì ông đâu có lôi cái chuyện của họ ra để mà ông bôi bác họ. Thì trở lại vấn đề mà chúng tôi mới trình bày ở đầu chương trình, kính thưa quý vị, thì cái trường hợp cho chúng ta thấy là ở Hoa Kỳ, khi mà cái người nguyên thủ quốc gia, những cái quan chức, công chức có địa vị dù có lớn đến đâu, cao trọng đến đâu, thì khi họ bị chỉ trích, họ chỉ cũng có thể phản bác lại thôi, chứ họ không có thể lạm dụng cái vai trò, cái quyền lực của mình để mà hình sự hóa vấn đề, chính trị hóa vấn đề, để mà bắt bớ đàn áp những cái người lên tiếng phê bình họ, nhất đặc biệt là trong giới truyền thông báo chí, mà rõ ràng là mẹ nấm là đóng cái vai trò đó, kính thưa quý vị. Thì trở lại vấn đề chúng tôi muốn trình bày,
là cái những này chúng tôi nghĩ rằng là như chúng tôi nói lúc đầu, những cái người yêu nước là làm những công việc của người công dân yêu nước, thì đó là cái gì? Là giám sát hành động, quyết định của nhà cầm quyền để lên tiếng cảnh báo những sai phạm của nhà cầm quyền, đưa ra đề nghị để cải cách và xây dựng đất nước. Thì như chúng ta thấy là Nam Hàn và Hoa Kỳ là hai quốc gia điển hình, là ngày nào hàng ngày đều xảy ra những cái sự kiện xuống đường biểu tình hoặc là những cái chương trình để mà tuyên truyền, loan tin, chỉ trích, phê phán chính quyền. Nhưng mà họ là hai cái quốc gia mà hầu hết dân chúng Việt Nam đều muốn qua định cư, xin được định cư. Thì chúng tôi muốn trình bày là tại sao chúng ta phải ngoảnh mặt làm ngơ với đất nước và vô cảm bàng quan trước những vụ án bị áp đặt nhằm bóp nghẹt tiếng nói đối lập của những nạn nhân, mà không lẽ chúng ta chỉ biết chờ sung rụng để chờ một ngày nào đó có thể qua nước khác định cư, chứ chúng ta không dám nhìn lại những cái gương của họ để mà cố gắng xây dựng đất nước, để mà một ngày nào đó chúng ta có thể tự hào trở thành những công dân ở Việt Nam, ở ngay trên đất nước của chúng ta. Xin thân ái kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin kính chúc tất cả một cuối tuần lễ độc lập thật là vui vẻ và hạnh phúc.